bị adeno hay là bị virus đường hô hấp á, nó có khả năng sẽ bị biến chứng xuống phổi. Đừng có nói là bây giờ con tôi nghi adeno quá, tôi ra mà tôi mua thuốc, từ đó hoàn toàn không nên. Hay bởi vì adeno hay không adeno thì chúng ta chỉ điều trị triệu chứng thôi. Covid mới là bệnh mới. Còn tất cả mà cả chúng ta nghe sau Covid đó hoàn toàn bệnh cũ hết. Phụ huynh hết sức bình tĩnh, hay mình lắng nghe để mình biết được à, cái mối đe dọa của con em của mình hay là cái đối tượng hay bị bệnh là cái gì. Mà đến bệnh viện, mà ngay cả đến bệnh viện thì bác sĩ cũng không cần thiết phải xét nghiệm nếu như là cảm thấy cái việc đó nó không có cần thiết. Trong 2 tháng vừa qua tại Bệnh viện Nhi Trung ương, chúng ta đã phát hiện ra 1.300 trẻ bị nhiễm adenovirus, trong đó thì có đến 700 trẻ phải ở lại điều trị nội trú. Tính từ đầu năm 2022 tới nay, các cơ sở y tế tuyến đầu đã xác nhận có 7 trẻ tử vong vì adenovirus. Trên thực tế, cả nước ta đang bước vào giai đoạn giao mùa. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để các căn bệnh về đường hô hấp bùng phát, đặc biệt là căn bệnh về adenovirus gây ra. Như Hoa vừa mới chia sẻ, thì đây chắc hẳn là những thông tin mà được rất nhiều những quý vị khán giả đang quan tâm hiện nay, đặc biệt là những bậc phụ huynh đang có con nhỏ. Và tôi là Quỳnh Hoa. Ngày hôm nay chúng ta mời tới đây bác sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn chuyên môn Bệnh viện Nhi Đồng 1, Phó Chủ tịch Thường trực Liên chi hội truyền nhiễm thành phố Hồ Chí Minh. Chào bác ạ. Chào bác sĩ, em được biết là bác sĩ Khanh trong thời gian đại dịch Covid vừa qua thì bác đã trở thành một cái nơi chia sẻ những nguồn thông tin rất là hữu ích và uy tín cho các bậc phụ huynh về bệnh nhi. Thì trong số những cái thông tin, những cái tìm hiểu của các bậc phụ huynh thì em được biết là hiện nay đang có dịch adenovirus cũng đang là một cái dịch mà các bậc phụ huynh rất là quan tâm. Thì không biết rằng là bác sĩ có gặp được những cái câu hỏi gì liên quan đến bệnh này hay không, và đặc biệt là có những cái hiểu lầm gì đó về bệnh này hay không? Thật ra thì adenovirus đó là người ta nghe đó, bởi vì người ta lo lắng á, là người ta sợ là nó là cái virus mới, nó lây quá nhiều, quá nhiều ca bệnh. Rồi theo thông tin đó, thì có vài đứa tử vong, thì chính cái điều đó đó làm cho người ta sai lầm ở chỗ là người ta tưởng là cái con virus này nó mới, trong khi nó là một con virus cổ điển mà nhiều năm nay rồi. Có thể nói khoa học và đối với người dân ngành y mà làm bệnh nhi hay là mắt rồi, là người ta biết con virus là lâu lắm rồi. Thì người ta cũng ngộ nhận là tưởng đây là một cái con virus mới và đây là một cái dịch mới đó, cho nên cái sự hoảng loạn thì nó có trong người dân. Thì bản thân em thì em cũng đây là lần đầu tiên được nghe đến cái loại virus này, thì không biết là bác sĩ nhận định như thế nào về lo ngại của cộng đồng, chúng ta cần biết những gì về loại virus này ạ? Đúng là tất cả cộng đồng họ đều lo ngại về cái chữ adeno. Tại vì adeno là cái từ rất là khoa học. Trong khi trước đây thì người ta chỉ nhắc đến virus cúm hay là những con virus thông thường thủy đậu gì đó. Giờ cái tên adeno thì dân chắc chắn là cộng đồng người ta không nghe được đâu. Và cho nên người ta lầm với lại một cái con virus mới. Đó. Và cái adeno này thật ra đó thì nó là kinh điển, nó là ba cái nhóm virus mà thường hay chúng ta thấy nó hành cả mùa trong năm cả thế giới, đặc biệt là con nít cũng như là người lớn tuổi, đó là con virus cúm. Thì có thể mình nghe biết con virus cúm ha. Rồi virus hợp bào thì cũng ít nghe hơn, hay là người ta gọi tắt là RSV, nhưng mà nó được nhắc nhiều hơn. Còn virus adeno chỉ được nhắc trong giới y khoa là nhiều, chứ còn đối với cộng đồng thì ta không nhắc. Cho nên khi mình thấy có một cái chuyện mà số ca tăng lên á thì chắc chắn là người ta sẽ hoảng loạn thôi. Nhưng thật ra thì đối với những người làm về chuyên về nhi thì đây là cái hiện tượng khá là bình thường. Nhưng mà không biết là cái triệu chứng này ấy, với cả cái triệu chứng của COVID-19 thì nó có giống nhau không ạ? Thực ra thì người ta không bao giờ người ta dựa vào triệu chứng để người ta nói nó là adenovirus. Nhưng mà nó là triệu chứng của đường hô hấp. Nhìn chung thì tất cả các virus mà thay đường hô hấp á, nó sẽ rất là giống nhau ở chỗ là nó sốt, thì COVID nó cũng có sốt. Thứ hai là nó ho sổ mũi. Thì COVID nó cũng có ho sổ mũi. Rồi thậm chí là sau đó nó cũng tiêu chảy, nôn ói, cũng có thể đi kèm theo. Thì COVID nó cũng như vậy thôi. Và tất cả các loại virus đường hô hấp khác nó cũng vậy thôi. Tuy nhiên một cái đặc thù của adenovirus mà người ta thấy khá là nhiều hơn, cái triệu chứng nhiều hơn so với những cái con virus đường hô hấp khác đó là chứng đỏ mắt. Và có thể là virus adeno nó có thể làm ra những cái trận dịch đau mắt.
Của hồi xưa giờ mình thấy đó, nhưng mà hồi xưa giờ mình thấy đau mắt đỏ lây người này qua người kia, mình đâu có để ý, tại mình biết nó tự nó hết đó. Cho nên đối với COVID và adeno thì chúng ta không thể phân biệt được đâu. Nhưng có một cái đặc thù của adeno á là thường nó xảy ra ở con nít thôi. Ví dụ trong cả nhà đó thì mấy đứa nít bị thôi, chứ người lớn thì không có bị. Còn đối với COVID thì cả nhà có thể cả nhà bị hết. Nhưng mà adeno là thường là cái triệu chứng rầm rộ ở những đứa trẻ, và đặc biệt là những đứa nhỏ mà dưới 12 tháng. Nhưng mà với người trưởng thành thì họ cũng có nguy cơ bị mắc không ạ? Đối với người trưởng thành hay là người lớn á thì người ta có thể mắc adeno nhưng mà triệu chứng họ rất là nhẹ. Cái điều đó là cái điều rất là nguy hiểm so với con nít, là bởi vì ví dụ mình bị nhẹ, người lớn bị nhẹ và hoặc là người lớn bị mà không có triệu chứng gì hết, nhưng mà trong cái vùng hô hấp của họ đó thì họ có chứa cái virus. Khi họ đi về nhà họ chăm sóc những đứa trẻ đó thì nó sẽ là một cái nguồn lây xuống cho những đứa trẻ. Dù là đứa đó nó ở nhà, nó không đi đâu hết. Vậy thì mình có cách nào để phòng tránh bệnh này không ạ? Bệnh này nhìn chung rất là khó phòng tránh, bởi vì nó là cái bệnh hô hấp mà, bệnh lây theo đường hô hấp mà. Nếu chúng ta làm những cái biện pháp như là đeo khẩu trang, rửa tay cơ bản, hạn chế tiếp xúc với đám đông, nhưng điều đó rất là khó. Cho nên khi mà mình thấy một cái đợt dịch adeno hay là viêm hô hấp trên xảy ra đó thì mình chỉ có chờ cho nó hết thôi. Khi mà tất cả đều bệnh thì nó sẽ bớt đi cái miễn dịch cộng đồng nó có đó, nó bớt đi. Tuy nhiên không có nghĩa là mình không làm gì hết. Cái vấn đề phòng chống của nó là nếu mình nghe có một cái dịch adeno đang xảy ra thì mình cố gắng làm sao mình mang khẩu trang cho nó tốt, hay là mình rửa tay và hạn chế tiếp xúc với người đang ho, hay là những nơi quá đông thì mình đừng có đến, không cần thì mình không đến. Rồi thì nó sẽ bớt đi cái số người bệnh, nó từ từ chứ nó không dồn cục lại một đông như bây giờ thì nó làm quá tải cho cái khối điều trị. Thì như chúng ta đều biết là chúng ta đang vừa trải qua một đại dịch là đại dịch COVID. Vậy đến hiện nay thì còn có thêm cả dịch này nữa, thì không biết là dịch chồng dịch như vậy thì có đáng lo ngại không ạ bác sĩ? Thật ra thì hiện nay COVID nó rất là lẻ tẻ. Cho nên nó cũng không phải là cái vấn đề dịch chồng dịch đâu. Và cái dịch adeno này đó, chúng ta cũng không có thể làm thay đổi được cái cục diện của cái diễn tiến của cái số ca bệnh đâu. Nó sẽ hết mùa nó mới hết được. Và cái dịch chồng dịch nó khó khăn là cái gì? Nó sẽ khó khăn là ở cái chỗ là không có thể phân biệt được người này là COVID hay người kia không là COVID. Ngay cả mình xét nghiệm như kia nó cũng nhầm. Thứ hai là dịch chồng dịch nó khó khăn là nếu nó sẽ làm quá tải đi cái khối điều trị. Thành ra cũng một điều may mắn là COVID thì nó tất cả các đối tượng, nhưng mà adeno thì thường là trẻ em thôi, cho nên hiện nay nó chỉ quá tải ở những cái bệnh viện nhi thôi. Còn bệnh viện người lớn thì nó không ảnh hưởng gì cả. Còn về vấn đề điều trị thì chúng ta xử trí các trường hợp nhiễm adenovirus như thế nào tại nhà, và có những cái dấu hiệu nào để cảnh báo thời điểm này không ạ? Thực ra khi mình nói tới adeno á thì mình phải xem nó là một bệnh viêm đường hô hấp, và mình xử lý nó như viêm đường hô hấp. Cho nên thật ra thì nếu mà ví dụ như cách đây khoảng chừng 5-10 năm đi mà người ta không có điều kiện để làm xét nghiệm, nó sẽ xảy ra những cái trận dịch hô hấp, rất là nhiều đứa trẻ bị bệnh. Trong quá khứ chúng ta đã thấy rồi, thì cũng có thể mấy lần trước là adeno, nhưng mình không làm xét nghiệm cho nên mình thấy nó cũng bình thường. Còn nít thì tới mùa nó bị hô hấp và sau đó nó sẽ hết. Cho nên bây giờ nếu mình nói là do adeno không do adeno thì chúng ta cũng phải theo dõi y chang như là trước đây có những đợt dịch hô hấp thôi. Thì cách theo dõi đó là cái gì? Là em bé ho sổ mũi, sốt gì đó thì chúng ta sẽ xử lý giống như hồi xưa giờ. Sốt thì uống xuống hạ sốt, ho thì uống thuốc ho, sổ mũi thì uống xuống sổ mũi. Nhưng cái quan trọng nhất á là những cái đứa nhỏ mà bị adeno hay là bị virus đường hô hấp á, nó có khả năng sẽ bị biến chứng xuống phổi. Những yếu tố biến chứng xuống phổi có khả năng là ví dụ như nó là tình trạng dinh dưỡng nó kém, hay là nó là những cái đứa mà có những cái bệnh nền, những cái đứa trẻ bệnh nền, ví dụ nó bị tim bẩm sinh chẳng hạn đó, hoặc nó bị bại não chậm phát triển, rồi miễn dịch suy giảm miễn dịch, thì những đứa trẻ đó thì phải cần theo dõi thật là sát, vì mà nó dễ biến chứng lắm. Còn đứa nhỏ thông thường thì tùy cái tuổi, những đứa trẻ nhỏ thì nó dễ biến chứng hơn. Thì cái việc mình chữa adeno thì không có thuốc đặc hiệu đâu. Ở nhà hay trong bệnh viện cũng không hề có thuốc đặc hiệu. Thì mình chữa mình làm cái gì? Chữa triệu chứng. Thứ hai là ráng làm sao cho trẻ nó bú đủ sữa và nó uống đủ nước. Bởi vì chúng ta biết là em bé mà nó bị adeno nó nghẹt mũi dữ lắm. Có thể nó nghẹt mũi nó không bú được. Thì mình phải làm sao là thông mũi. Nó nghẹt mũi có thể không ngủ được. Thì mình phải làm sao cho nó thông mũi, nó ngủ tốt thì sức khỏe nó mới tốt được. Rồi bên cạnh đó cái quan trọng nhất là mình theo dõi cách bé nó thở. Nếu mà nó thở quá nhanh, thở nhanh so với đứa tuổi,
nó thở rút lõm, nghĩa là khi mà hít vào thì cái lồng ngực đằng lại nó nâng lên, đằng này nó lõm xuống, rồi nó sẽ tím tái, nó bỏ ăn bỏ bú, sốt quá cao đe dọa tới co giật á. Thì những lúc đó mình hãy đi đến bệnh viện. Chứ còn bình thường nếu mình đi đến bệnh viện thì bác sĩ cũng sẽ làm y chang như vậy thôi. Còn trong bệnh viện thì tùy mức độ mà ta sẽ can thiệp về thở oxy hay là những cái cao hơn thở oxy. Vừa nãy thì em có nghe rằng là bác sĩ chia sẻ rằng là trẻ mà bị biến chứng nặng ấy, thì có thể gây ra nghẹt mũi và rất là khó bú. Vậy thì chúng ta sẽ có những cái cách điều trị nào với tình trạng này ạ? Cái nghẹt mũi ở trẻ nhỏ đó, đặc biệt là trẻ dưới 12 tháng hay là dưới 3 tháng đó, khi nó nghẹt mũi rất là khó chịu. Có thể người mẹ không biết luôn. Ví dụ nó nằm nó cứ lắc đầu, hoặc nó quấy khóc hoài mình không biết. Hoặc là khi mình đưa cái sữa vô cho nó bú á, khi nó ngậm miệng lại thì nó không thở được nữa. Nó sẽ bỏ nó nhè ra để nó thở. Thì lúc đó mình phải biết là có khả năng là bé nó bị nghẹt mũi đây. Thì thứ nhất là mình sẽ nhỏ cái nước muối sinh lý. Nhỏ nước muối sinh lý. Chờ nó cái nước muối sinh lý nó ngấm, nó có thể làm hết nghẹt mũi nha. Hoặc là đang ngủ mà nó khó chịu thì mình có thể nâng nâng cái đầu nó cao lên một chút thì nó sẽ dễ ngủ hơn. Hoặc là theo đông y thì người ta sẽ bôi dầu vào lòng bàn chân để cho nó bớt nghẹt mũi. Hoặc là cái cũng cần phải làm, nếu mình làm những cái biện pháp kia không hết đó, hoặc là mình biết là trong 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 mũi nó có dịch mũi mà nó không tiêu được á, thì mình sẽ làm cái bớt sâu kèn. Nghĩa là mình làm một cái, mình dùng cái tờ giấy mà thấm á, mà nó không, đừng có bở quá. Mình quấn gọn lại một đầu nhỏ, một đầu to ha. Nhưng mà nó nhọn này lắm đó, thì mình tùy cái mũi của em bé mà mình cho nó nhọn hơn hay là ổn ít, thì mình sẽ đưa cái đầu nhọn nó vô trong mũi của trẻ đó, xong mình để một chút thì cái giấy thấm đó nó sẽ ngấm cái nước đó rồi mình kéo ra. Thường thường mình làm như vậy là nó sẽ thông mũi thôi. Đó là hướng dẫn chung của Tổ chức Thế giới. Nếu mình làm như vậy thì chắc chắn đa số trường hợp là nó sẽ giảm đi mà nó tiếp tục bú, tiếp tục ngủ. Còn trường hợp mà mình làm không được á, thì chắc chắn là mình phải cho nó uống cái thuốc thuốc sổ mũi ha. Thì nó tùy theo cái lứa tuổi mà chúng ta chọn thuốc sổ mũi. Là giống như với trẻ nhỏ thì họ thường có những cái hút dịch ra đúng không ạ? Là mình sử dụng cái đó cũng được đúng không? Không, không nên. Bởi vì khi mà mình hút dịch như vậy đó thì có khả năng nó sẽ nhiễm trùng thêm. Bởi vì cái dụng cụ mà hút của mình á, mình sẽ không bao giờ sát trùng được. Mình hút một lần thôi, là lần thứ hai là toàn bộ cái dụng cụ chứa dịch đó nó sẽ nhiễm trùng hết. Và khi mình đưa ngược lại vào mũi thì có thể nó nhiễm trùng. Ở trong bệnh viện thì người ta cũng có sử dụng cái hút đó, nhưng mà nó hút xong một lần ta bỏ cái ống đó đi, hoặc là phải hấp tiệt trùng hoàn toàn. Cho nên mình hết sức cẩn thận khi mình sử dụng cái biện pháp đó. Bởi vì là triệu chứng nó rất là giống với những cái căn bệnh khác, nhưng mà khi mà chúng ta điều trị tại nhà và mua thuốc để chữa trị cái bệnh đó không thì nó có ảnh hưởng gì không ạ? Thực ra đối với adeno mình đi ra ngoài mình nói là ví dụ như bộ phụ mà mẹ đi ha, đi ra ngoài nói sao con tôi giống adeno quá, cho bán cho liều thuốc adeno, thì nó không có cái thuốc liều đó. Nó cũng là một cái bệnh lý hô hấp thông thường thôi. Và cái quan trọng nhất là khi mà chúng ta thấy một cái trường hợp về adeno á, thì chúng ta phải hiểu là như thế này: đừng bao giờ tự đi mua thuốc mà có kháng sinh trong đó. Thí dụ mình đi ra ngoài mình mua thuốc á, thì mình chỉ mua thuốc là sổ mũi, ho, sốt, chứ mình đừng nói là bán cho tôi một cái liều thuốc viêm đường hô hấp. Thì có thể là cái tiệm thuốc tây đó họ sẽ bán cho mình một gói trong đó có kháng viêm rồi kháng sinh ha. Cho nên mình đừng có nói là bây giờ con tôi nghi adeno quá tôi ra mà tôi mua thuốc, điều đó hoàn toàn không nên ha. Bởi vì adeno hay không adeno thì chúng ta chỉ điều trị triệu chứng thôi, còn những cái thuốc khác như là kháng sinh hay là kháng viêm thì chắc chắn là phải có hướng dẫn của bác sĩ mình mới có thể sử dụng được. Là chúng ta sẽ điều trị theo là thấy con của mình bị ở đâu thì chúng ta sẽ điều trị theo thuốc này đấy thôi đúng không ạ? Có triệu chứng nào mình chữa triệu chứng đó. Với những trẻ mà đã trưởng thành hơn một chút thì theo bác sĩ thì khi mà trẻ bị nhiễm bệnh thì chúng ta nên cho trẻ ăn những cái thực phẩm gì để có thể bổ sung thêm sức khỏe cho trẻ ạ? Khi mà nó trẻ nó đã có thể tự ăn được á, nó lớn hơn một chút á, thì cái quan trọng nhất á là nó rất là chán ăn. Khi nó mắc bệnh thì mình sẽ chia cái bữa đó ra thành nhiều bữa, mình cho nó ăn thức ăn lỏng thôi, dễ tiêu ha. Và nhiều bữa thì nó sẽ đạt đủ năng lượng. Và cái quan trọng nhất của những đứa trẻ đó, mình làm sao để cho trẻ uống đủ nước. Bởi vì trong cái bệnh lý hô hấp á, khi mình uống không đủ nước á, thì cái đàm nó sẽ khô trở lại. Nó khô lại, nó tắc đi thì nó sẽ làm đứa nhỏ khó thở hơn. Và chúng ta cũng phải nhớ là nó phải đầy đủ năng lượng. Thì nếu mình không, mình cố gắng chăm trẻ là thí dụ trẻ ăn được cơm thì ăn cơm, nhưng mà không ăn được cơm thì ăn cháo, không ăn cháo thì mình uống sữa đó, mình bù cái thời gian đủ năng lượng trong cái những ngày trẻ bệnh trẻ biếng ăn á, thì sau đó sẽ hồi phục cho sang lại.
Trong bối cảnh mà nhiều dịch bệnh khác nhau đang diễn ra phức tạp như vậy, thì người dân ngay lúc này có thể làm gì để tự bảo vệ bản thân, và nhất là với adenovirus này ạ? Thực ra thì hiện nay đó thì mình nghe nhiều dịch bệnh á, nhưng mà thật sự ra nó cái quan trọng nhất hiện nay nó vẫn là sốt xuất huyết. À, nó nằm ngoài tầm tay của ngành y tế là bởi vì nó phải qua con muỗi. À, thì mà người dân thì không diệt muỗi. Chứ còn những cái loại bệnh khác ví dụ như là adeno rồi covid thì nó cũng đang giai sau rồi, rồi cúm rồi sắp tới đây có thể là tay chân miệng rồi sốt siêu vi thì cái đó nó rất là hàng định trong hàng năm. À, tới tới mùa nó tới à. Đó, và cái biện pháp phòng ngừa của mình ngoài cái khẩu trang rửa tay ra đó thì mình phải làm sao để cái sức đề kháng mình nó tăng hơn. Đó là mình phải ăn đủ chất, ngủ đủ giấc, uống đủ nước và tập thể dục đều đặn thì lúc đó cái sức đề kháng của mình nó mới mới tốt được. Còn riêng đối với trẻ con á, thì cái quan trọng nhất á, là mình giữ trẻ làm sao đừng có nóng nực quá hay là đừng có lạnh quá. Mình phải hiểu được cái môi trường bên ngoài nó có phù hợp với cái sức khỏe của trẻ hay không. Ví dụ mình đi ra ngoài đường mình phải biết coi chừng nó trời mưa hay là trẻ nó sinh hoạt ngoài trời quá lâu thì những cái đó mình phải điều chỉnh thì nó mới an toàn được. Vậy thì mùa nào hay là thời tiết như thế nào thì thường dễ trẻ dễ bị mắc bệnh này nhất ạ? Thường thường đối với trẻ con á, thì cái thời tiết nó ảnh hưởng khá là nhiều tới sức khỏe của đứa trẻ. À, ở miền Bắc thì lạnh hoặc là quá nóng thì nó sẽ bệnh rất là nhiều. Còn ở miền Nam thì khi mà mưa nhiều á, nó lại bệnh. Đó thì cái yếu tố thời tiết đó là nó có hai yếu tố liên quan. Thứ nhất là do cái thời tiết đó thì những cái tác nhân gây bệnh nó thuận lợi nó sẽ phát triển mạnh hơn. À, cái thứ hai là chính cái sinh hoạt của đứa trẻ để nó bù lại cái thời tiết nó bị nóng quá thì nó phải đi ra ngoài chơi nó giằng nắng nó cởi nó mặc đồ không có được thoải mái là lúc nó cảm đó hoặc là lạnh quá mà nó không biết giữ lạnh đó hoặc là trời mưa mà nó cứ để chạy qua trời mưa hoài thì những cái yếu tố đó, nó sẽ làm cho trẻ dễ bệnh hơn. Tức là khi mà trẻ sức đề kháng của trẻ yếu thì sẽ rất là dễ bị nhiễm bệnh đúng không ạ? Đúng rồi, nó phụ thuộc sức đề kháng. Một vấn đề cuối cùng thì em được thấy là có khá là nhiều người đang lo lắng hơi quá một chút về dịch này, nhưng có một số người thì lại hơi thờ ơ về dịch này. Thì em không biết rằng là những bậc phụ huynh, những người trưởng thành thì chúng ta nên dùng những thái độ nào để đối diện với adenovirus? Thực ra thì cái gì cũng vậy, cũng sẽ có người lo lắng thái quá mà cũng có người coi chuyện đó là chuyện thường. Cái đó cũng bình thường thôi. Thành ra mình đừng có lấy gì làm lạ khi mà một hiện tượng bệnh dịch xảy ra người ta như vậy. Tuy nhiên riêng mà đối với adenovirus đó, thì trong nhà mình có trẻ nhỏ thì phải suy nghĩ là có khả năng đứa trẻ nhỏ đó nó sẽ bị mắc adenovirus. Còn nếu trong nhà mình không có trẻ nhỏ người lớn không thì nó không phải là vấn đề đâu. Tại adenovirus nó rất là ít tấn công vô cái người lớn. À, nó có thể mà người lớn bị thì nó nhẹ. Tại trừ những người nó chưa giảm dịch thôi. À, cho nên mình lơ là quá, nếu mà mình không lơ là quá mà mình lại biết trong nhà mình có một đứa bé thì chắc chắn là có khả năng đứa trẻ nó sẽ bị bệnh. À, thành ra là mình phải kiếm cách phòng ngừa. Còn mình có quá sức lo lắng thì mình cũng không giải quyết được vấn đề rồi một lúc nào đó thì trẻ con trong nhà mình cũng sẽ bị adenovirus thôi. Cái vấn đề chính là mình cố gắng làm sao cho nó ít ít khả năng bị hoặc nó bị chậm thôi. Chứ một ngày ở nhà nó có ba đứa bị hết thì mình sẽ rất là khó khăn. À, cho nên cái chính là người lớn đi ra ngoài đường á, mà mình thấy chỗ đông người á, thì mình không cần thì mình không cần thiết đến. Ha. Hoặc đứa trẻ cũng vậy, chỗ đông người đặc biệt là bệnh viện đông lắm, ha. Cần thì mình hãy đến bệnh viện. Rồi cũng như chương trình bây giờ chúng ta hay bàn là chúng ta phải rửa tay, ha, khẩu trang khi cần. Rồi phải tăng sức đề kháng bằng cách ăn đủ, ngủ đủ, uống nước đủ, vận động chứ đừng có ngồi một chỗ. Đó là những cái biện pháp mà chúng ta phải làm dù là chúng ta có lo lắng quá đi nữa hay là lơ là thì chúng ta cũng phải làm thôi. Như em được nghe như vậy thì nếu mà nhà mà có trẻ nhỏ thì bố mẹ cũng nên chú ý về vấn đề này, tại vì là đôi khi là người lớn cũng bị mắc nhưng mà có thể là người lớn sẽ không có những triệu chứng nhưng mà sẽ rất là dễ lây cho con cái đúng không Đúng rồi. ạ? Cái nguồn nhiều nhất vẫn là người lớn lây ngược xuống cho trẻ con, rồi trẻ con đi học lây với nhau, rồi trẻ con đến bệnh viện lây với nhau. Không biết rằng là hiện nay thì trẻ có thể vừa nhiễm adenovirus vừa nhiễm một căn bệnh khác nữa không ạ bác? Thực ra thì cái khi mình nói là đồng nhiễm á, đồng nhiễm hai loại virus á thì nó tùy theo cái loại virus đó lây theo đường nào. À, ví dụ như con virus sốt xuất huyết á lây theo đường muỗi cắn. Và những con virus thay đường hô hấp thì nó có thể đồng nhiễm với nhau. Đó, nhưng mà thường thường hai cái con virus mà đường hô hấp nó cùng nhiễm thì nó sẽ hiếm hơn. À, tuy nhiên nó cũng có thể xảy ra một tình huống như thế này, ví dụ như là cái người đó bị covid giai đoạn sau rồi bắt đầu hết rồi thì người ta lại bị cái con adeno nó vô. À, thì những cái đồng nhiễm đó nó sẽ làm khó khăn hơn trong cái điều trị
hoặc là mình đang nhiễm adeno, mình bắt đầu hết rồi, nó sẽ bội nhiễm thêm những con vi khuẩn khác. Yeah. À, thì những cái tình huống đó là khá là nặng, hoặc là đứa trẻ nó bị sởi xong rồi bắt đầu nó hết sởi rồi, nó lại bắt đầu nó suy giảm miễn dịch, nó lại bị nhiễm adeno vô. Thì tất cả những cái đó sau khi mà nó bị như vậy đó thì nó sẽ làm khó khăn hơn trong điều trị, và có khả năng nó đưa đến nhiều cái biến chứng hơn. Thì cái đó là cái sự đồng nhiễm như vậy. Chứ còn một cùng lúc một đứa đang trẻ mạnh nó thường bị hai con thì nó khá là hiếm. Yeah. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta đang ở trong đại dịch Covid, thì không biết rằng là cái triệu chứng, hai cái triệu chứng này nó cũng khá là giống nhau, thì không biết là có khi nào bố mẹ sẽ bị nhầm lẫn rằng con đang bị nhiễm adenovirus nhưng mà lại nhầm lẫn rằng nhiễm Covid không ạ? Thực ra thì cái nhầm lẫn nó cũng không quan trọng gì, tại vì triệu chứng nó giống nhau mà nó cũng chả có chữa đặc hiệu gì hết. Yeah. Vấn đề chỗ là mình muốn biết thì mình xét nghiệm, nhưng mà mình không thể tự xét nghiệm được mà phải đến bệnh viện. Mà ngay cả đến bệnh viện thì bác sĩ cũng cũng không cần thiết cái xét nghiệm nếu như là cảm thấy cái việc đó nó không có cần thiết. Yeah. À, bác là một người rất là chuyên môn trong cái việc điều trị cho các bệnh nhi, thì không biết là bác có điều gì muốn chia sẻ là cuối cùng cho tất cả đến các quý vị độc giả cũng như là trẻ nhỏ. Thực ra thì khi mà sau cái đợt Covid này nè, người dân thì quá sợ hãi khi mà nghe một cái thông tin gì đó về bệnh mới hay là bệnh mới được biết. Thành ra sau đợt Covid thì chúng ta có quá nhiều cái nỗi lo, sau khi mà ví dụ như là tự nhiên nghe cái con virus gì đó cũng sợ, rồi tự nhiên nghe gì cúm cà chua mình cũng sợ, rồi bây giờ tự nhiên mình nghe tới cúm trái mùa mình cũng sợ, và bây giờ lại thêm vô là một cái nữa là adenovirus mình cũng sợ. Nhưng mà thật sự ra thì Covid mới là bệnh mới. Còn tất cả mà cả chúng ta nghe sau Covid đó hoàn toàn bệnh cũ hết. Yeah. Bệnh cũ đó thì không lạ với dân y khoa hay làm nhi khoa cả. Cho nên phụ huynh hết sức bình tĩnh, mình lắng nghe để mình biết được cái mối đe dọa của con em của mình hay là cái đối tượng hay bị bệnh là cái gì. Mình lắng nghe rồi mình ứng xử cho nó chính xác, chứ mình đừng có hỗn loạn lên. Đặc biệt là có một số trường hợp là mình kéo nhau tới bệnh viện để mình khám. Bất cứ triệu chứng gì mình cũng suy nghĩ là không biết có cần để mà biết đây có phải là adeno hay không. Thì đó thôi tôi không cần thiết. Bởi vì cái quan trọng adeno hay không á, thì mình cũng theo dõi và điều trị tại nhà được. Yeah. Khi có triệu chứng nặng thì mình đến bệnh viện. Còn nếu không phải adeno mình cũng làm y chang như vậy thôi. Và thậm chí là theo tôi được biết á, thì ở miền Bắc có thể nói là có rất nhiều bệnh viện quá tải, mà trong khi đáng lẽ nó không cần phải tới bệnh viện. Yeah. Nó chỉ cần tới một cái phòng khám đơn giản nào đó hay là bệnh viện huyện thôi, thì người ta cũng đã xử lý được rồi. Trong khi mình đến bệnh viện đông, quá đông như vậy đó, thì có khả năng nó sẽ lây chéo thêm. Yeah. Em cảm ơn bác sĩ rất là nhiều vì ngày hôm nay bác sĩ đã tới Dinh để chia sẻ những cái thông tin rất là bổ ích và hữu ích này. Em mong rằng là những cái thông tin này sẽ một phần nào đó giúp ích được cho tất cả các bậc cha mẹ để họ có thể chăm sóc được con cái mình tốt hơn, đặc biệt hơn là họ bớt đi một phần nào đó lo lắng về bệnh dịch này. Đấy, em cảm ơn bác sĩ.